chào tất cả quý cô chú, các anh chị em và các bạn. Xin chào mừng tất cả quý vị đã đến với kênh Nga Võ Illinois. Hôm nay là thứ ba ngày 29 tháng 12 năm 2020. Trong cái video hôm nay, Nga xin chia sẻ cái tin mới nhất, đó là kết quả cuộc bỏ phiếu cho bên thà sàn Thượng viện về cái gói kích cầu, cái gói stimulus check 2000 đã có kết quả. Nga xin kính mời quý vị theo dõi với Nga cái phần chi tiết, và trong đó là có thêm ba cái thông tin, là ba cái ưu tiên mà tổng thống muốn là bên ông Mitch McConnell cần làm là gì. Và Nga cũng kính mời quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký để mà quý vị có thể theo dõi những cái video kế tiếp của Nga. Nga cảm ơn rất là nhiều, tại vì hiện tại cái kênh của Nga đó quý vị là cũng không có nhiều người đăng ký á. Dạ, và nhấn like, nhấn share, để lại lời comment để mà ủng hộ kênh. Nga cảm ơn rất là nhiều. Nga kính mời quý vị theo dõi cái chi tiết. Lãnh đạo đa số là ông Mitch McConnell, Cộng hòa Thượng viện, hôm thứ ba, tất nhiên là hôm nay ngày 29 tháng 12 năm 2020, đã chặn lại, không cho lãnh đạo bên khối thiểu số là dân chủ, là ông thượng viện là Chuck Schumer, có cái biện pháp là gia tăng cái số tiền làm trợ giúp gửi trực tiếp đến người dân Mỹ lên thành là $2,000 qua cái cuộc bỏ phiếu là nhanh chóng, là xác định là tất cả sự làm đồng ý chuẩn thuận hôm nay, là một lần nữa là ông đã bác bỏ, ông đã chặn lại, ông không có cho qua thông qua. Và theo như cái thông tin đó, thì ông Mitch McConnell là gặp rất là nhiều cái áp lực, phải là tăng cái số tiền là từ $600 lên là $2,000 sau khi mà Hạ viện đã là bỏ phiếu là đồng ý là hôm thứ hai, là hôm qua là ngày 28 tháng 12. Và nay là một số thượng nghị sĩ giống như là Cộng hòa cũng là bày tỏ sự ủng hộ đối với là Tổng thống Donald Trump là phải tăng lên cái gói stimulus check là từ 600 lên 2000, cho nên là rất là nhiều, ông đã gặp rất là nhiều áp lực. Và phía bên đồng thời là phía bên Cộng hòa ở Thượng viện là cũng là cảnh giác về cái việc là chi tiêu nhiều hơn cho cái viện trợ đại dịch, là phải là quyết định cái cách mà xử lý cái cuộc bỏ phiếu đối với một cái dự luật mà được là Tổng thống Trump và các bên dân chủ là ủng hộ, là khi mà họ cố gắng là giữ cái đa số của mình. Như vậy là quý vị biết là sau hôm qua là đã làm, trước đó là ông Mitch McConnell cũng đã làm một cái áp lực rồi sau khi mà bên Hạ viện thông qua rồi, trong đó là có 44 thành viên của bên Cộng hòa là cũng là ủng hộ luôn, là chỉ là có 44 thành viên ủng hộ và 130 là đã là bác bỏ. Và đó, những cái đó là đã tạo thêm một cái áp lực cho ông Mitch McConnell, và hôm nay thì cuối cùng là ông cũng đã không có cho thông qua, ông đã chặn lại. Và điều gì sẽ xảy ra sau khi mà ông đã chặn lại, thì Nga kính mời quý vị theo dõi tiếp với Nga cái thông tin này. Và cho tới ngày hôm qua thì ông vẫn là chưa có cam kết là trong cái dự luật về cái thanh toán $2,000 cho một cái cuộc bỏ phiếu, và ông cũng là không có cái nói rõ về cái hình thành như thế nào. Tại vì hôm qua Nga cũng chia sẻ cái video quý vị, là Nga cũng chia sẻ từ cái thông tin đó là không, khi mà ông không có đề cập bất cứ một cái kế hoạch nào hết. Dạ, và mặc dù ông là vậy, nhưng mà bên dân chủ thì là cố gắng là sử dụng là các cái dụng cụ hạn chế mà theo cái ý của họ để mà bỏ cái phiếu bầu. Nhưng mà bây giờ là ông đã chặn lại rồi. Bây giờ tiếp theo là những điều gì là xảy ra tiếp theo. Ông Mitch McConnell là sẽ đưa cái phòng họp trở lại trong cái tuần này với cái mục tiêu chính là gì? Là vượt qua cái quyền phủ quyết của là Tổng thống Trump đối với cái đạo luật mà gọi là ủy quyền quốc phòng hàng năm. Và khi mà ông Mitch McConnell phát biểu trên cái sàn Thượng viện hôm thứ ba là hôm nay ngày 29 tháng 12, thì ông cho biết là ông lên cái kế hoạch là thiết lập một cái cuộc là bỏ phiếu vào thứ tư về cái việc là phủ quyết. Là rồi, ông nêu ra ba cái ưu tiên mà Tổng thống Trump đã đưa ra là gì. Nga kính mời quý vị theo dõi tiếp sau đây. Ông nói rằng là ông muốn là Tổng thống Trump nói rằng là ông muốn là Quốc hội giải quyết là khi là ông ký cái luật cứu trợ coronavirus này và chi tiêu của chính phủ thành luật vào Chủ nhật. Một là cái điều thứ nhất là thanh toán trực tiếp lớn hơn. Cái điều thứ hai là bảo vệ cái trách nhiệm pháp lý theo cái mục 230 đối với các cái nền tảng Internet. Cái mục thứ ba là lo ngại vô căn cứ về cái gian lận bầu cử phổ biến. Tất nhiên đó là ba cái ưu tiên.
và không có nêu ra cái chi tiết bất kỳ gì về cái kế hoạch cụ thể nào. Và ông nói rằng trong tuần này Thượng viện lại sẽ bắt đầu một cái quá trình để mà đưa ba cái ưu tiên này vào cái trọng tâm. Đó là ba cái ưu tiên mà ông Mitch McConnell là đề cập, trong đó đó là có đề cập tới là cái stimulus check là lớn hơn. Và ông Schumer thì sau đó đã kêu gọi Thượng viện bỏ phiếu về cả cái quyền phủ quyết dự luật quốc phòng và cả cái khoản thanh toán là $2,000 là cái stimulus check. Và ông cũng có nói rằng Nga dịch cái phần này, để Nga xin phép Nga dịch qua cái phần nghĩa bóng và nghĩa đen nha quý vị. Ông nói rằng nè, let the chips fall where they may. Tất nhiên là ông nói rằng hãy để các cái con chip rơi xuống nơi mà nó có thể. Ý nói rằng là để là cho phép các cái sự kiện sẽ xảy ra mà không có cố gắng thay đổi chúng, mà ý nói là sẵn sàng chấp nhận một cái kết quả bất kể là nó là có cái gì nữa. Tất nhiên là đó là cái câu nói mà cả nghĩa đen và nghĩa bóng, mà xin dịch cho cái qua cho khi mà ông Schumer nói như vậy á. Rồi tiếp theo là khi mà ông Chuck Schumer đã yêu cầu đồng ý nhất trí về để tăng cái kích thước của cái tấm chắc là $2,000 đó, thì ông Mitch McConnell đã phản đối, ông không có cho thông qua. Và sau khi mà ông Mitch McConnell bác bỏ cái đề nghị mà ông Schumer là bỏ phiếu về cái số tiền $2,000, thì điều gì và sẽ xảy ra? Và ông là thượng nghị sĩ của bên là bên độc lập đó quý vị, là ở tiểu bang Vermont, là ông Bernie Sanders đã nói như thế nào? Đây là tiếng nói của ông. Ông lên tiếng đòi có cái cuộc bỏ phiếu về cái việc này sau khi mà bỏ phiếu vô hiệu hóa phủ quyết cái dự luật quốc phòng vốn dự trù diễn ra ngày thứ tư. Vì thượng viện đó là cần sự cái ủng hộ nhất trí mà để giải quyết nhanh hầu hết các cái vấn đề, nên bất kỳ mà một cái thượng nghị sĩ nào mà cũng có thể là giống như là cũng có một bất kỳ một cái thượng nghị sĩ nào á thì bác bỏ điều đó, thì điều đó có nghĩa là dừng cái hoạt động nếu như mà họ chọn. Đó là cái quyền và cái quyền phủ quyết và cái quyền mà ở sàn thượng viện. Hiện nay có tất cả là 48 thượng nghị sĩ phía bên dân chủ và độc lập đều đồng ý là gia tăng cái số tiền là từ là 600 lên 2,000. Tất nhiên là hiện nay mà sau khi mà cái điều mà phủ quyết, cái điều mà bác bỏ nó ra xảy ra đó quý vị, thì trong đó là có 48 thượng nghị sĩ bên dân chủ đều đồng ý là gia tăng số tiền từ 600 tới 2,000. Tuy nhiên phía bên Cộng hòa thì chỉ có một số thượng nghị sĩ, là bao gồm là hai thượng nghị sĩ mà đang tái tranh cử ở tiểu bang Georgia, là ông Kelly và ông David Perdue, là cùng với ông là Rubio ở Florida, là công khai là cho biết là hậu thuẫn. Thì cái tin đó Nga cũng có chia sẻ trong cái feature video trước đó quý vị. Dạ, làm rồi, đó là những thành phần của bên dân chủ, và đó là cái kết quả mà hôm nay trong cái phiếu bầu về cái gói 2,000 mà thượng viện một lần nữa đã bác bỏ. Và cái phần cuối cùng, như vậy thì cái số phận là cái tấm chắc mà 600 nó như thế nào, thì 600 đó quý vị thì đã ký rồi là sẽ làm gửi cho tới người dân. Và trong đó thì cái số 600 đó thì ông Steven Mnuchin cũng có nói trước đó rằng là ông sẽ là gửi ra cái tấm chắc 600 đó trong tuần này. Và hôm qua là cũng có là đề cập tới, nhưng mà ông không có nói trực tiếp, nhưng mà một thành viên ở trong cái bộ phận của là bên bộ ngân khố thì cũng nói rằng mà nếu như mà cái tấm chắc mà 2,000 này thông qua thì người ta sẽ bỏ vào chung, phải gộp vào chung và gửi đi. Nhưng mà bây giờ là coi như cái số phận của cái 2,000 đó tới đây là bên thượng viện là đã bác bỏ rồi, ông Mitch McConnell đã bác bỏ rồi. Dạ, như vậy là 600 là hy vọng là người dân Mỹ sẽ nhận được cái 600 đó là trong tuần này. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Mình là Nga. Nga kính mời quý vị nhớ bấm đăng ký, like, share, ủng hộ kênh và xem những cái video tiếp theo của Nga. Nga kính chúc tất cả quý vị, người quen lẫn không quen, nhiều sức khỏe và nhiều an vui trong cuộc sống. Nga xin kính chào tạm biệt và xin hẹn quý vị trong những cái video tiếp theo. Nga xin chân thành cảm ơn. Bye now.